Ở trong video trước Nguyễn Anh Tùng đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể đăng video review thước phim trên fanpage truyền thống ở máy tính như thế nào khá đơn giản Vậy thì làm cách nào để chúng ta cũng có thể đăng review ở trên những fanpage profile hay còn gọi là page pro 5 để Chúng ta hãy cùng làm theo với Nguyễn Anh Tùng với một vài thao tác đơn giản sau đây Vâng và trên đây là giao diện màn hình page profile của Nguyễn Anh Tùng. Các bạn hãy truy cập vào với một vài thao tác đơn giản. Ví dụ như là bấm vào Facebook cá nhân của mình, sau đó là chuyển sang tài khoản profile thôi. Khá là dễ dàng các bạn nhá. Vậy thì đây là giao diện của Fanpage profile Nguyễn Anh Tùng. Đó và các bạn hãy làm theo như mình nhá. Đầu tiên bấm vào bảng điều khiển chuyên nghiệp, cái menu ở bên tay trái này, các bạn bấm vào đây. Rồi ok các bạn kéo xuống tìm cho mình dòng tên là Meta Business Suite Đó, nó đang bị khuyết ở đây rồi Ok, các bạn nhìn nhỉ Đó, à, các bạn thấy không? Ok, bấm vào Meta Business Suite Bấm vào đây cho mình Rồi, tiếp theo các bạn bấm vào ô tất cả công cụ Đó, bấm vào ô này Ok, bấm vào tất cả công cụ rồi thông thường thì bấm vào tất cả công cụ này sẽ có một uh, menu tên là uh, studio sáng tạo hay còn gọi là creator uh, studio ở đâu đó ở trong góc này uh, tuy nhiên uh, một vài cái giao diện uh, profile giống như mình nó chưa được uh, xuất hiện cái menu đó và đa phần là cũng đã xuất hiện hết rồi các bạn nhá uh, nếu như mà các bạn mà đã có cái menu tính năng đó khi mà các bạn bấm vào tất cả công cụ thì các bạn chỉ việc bấm vào nó thôi các bạn nhá. cái nút đó chính là giống như chính hình ảnh này. đó các bạn bấm trực tiếp vào menu này để đến với studio sáng tạo. và trong trường hợp fanpage profile của các bạn cũng giống như fanpage profile của nguyễn anh tùng khi mà bấm vào tất cả công cụ không có cái nút tính năng là studio sáng tạo thì các bạn làm theo như sau nhá. các bạn gõ vào đường link đó, business facebook com gõ vào cho mình này bizid.facebook.com uh, gạch chéo uh, creator studio rồi các bạn bấm vào đây cho mình mình sẽ gửi cái đường link này trong phần mô tả các bạn bấm trực tiếp vào luôn nhá rồi enter rồi đây chính là giao diện studio sáng tạo hay còn gọi là creator studio các bạn có thể bấm vào đường link mình để trong phần mô tả. Đó nếu như nó chưa được tích hợp vào trong cái phần tất cả công cụ giống như profile của mình giống như cũng như các bạn là chưa có nhá. Rồi đó vào đây chính là cái giao diện Các bạn có thể nhìn thấy cái nút tạo thức phim nó cũng ở giữa màn hình đây Và tương tự với cái cách mà chúng ta đang review ở trên fanpage truyền thống ở trong video trước mình chia sẻ đấy ạ Các bạn cũng bấm vào tạo thức phim Sau đó chọn cho mình một video ở trên máy tính các bạn muốn loát lên đó, Tiếp theo gõ cho mình cái tiêu đề vào đây Đấy là ô chúng mình gõ tiêu đề vào đây nhá đó Và tiếp theo bấm tiếp đó Rồi tiếp đó Sau đó các bạn có thể bấm vào cái nút đăng. Rồi và chọn đăng. Ok, trên đây là cách mà Nguyễn Anh Tùng hướng dẫn các bạn là cách đăng reel thức phim dành cho các fanpage profile trên PC khá đơn giản. Chúc các bạn thành công chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với nguyễn anh tùng để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký subscribe kênh của tùng và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo